Chào mọi người, bây giờ tôi sẽ tham gia thử thách lấy đấu lưỡi. Lấy đấu lưỡi. Lấy đấu lưỡi. Quy hình nãy giờ đấy chứ chưa? Cái gì bây giờ nói cái này đúng không? Nếu nói lầm lẫn lần này thì lại nói lầm lẫn lần nữa, nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi. Dễ quá à. Buổi trưa ăn bữa chua, buổi trưa ăn bữa chua, buổi trưa ăn bữa chua, buổi trưa ăn bữa chua. Nhanh luôn. Có bị dễ quá anh đâu hả? Ừ. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch, nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Kiểu mấy câu này chơi rồi ha. Bị gọi là bị dính xương nhiều lần rồi. Không biết có câu gì mới không ta? Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi. Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi. Ủa? Đây có phải thử thách không nhờ? Ơi cái này có thấy có vẻ quằn quằn. Con két con kẹp con két cái két kẹp két cái con két. Ủa cũng dễ quá vậy. Ủa còn những các bạn khác chơi có khó không? Chắc có bạn nào trong ekip để em con rồi. Vịt lội ruộng rồi lặn, vịt rặn một hộp vịt. Vịt lội ruộng rồi lặn, vịt rặn một hộp vịt. Ủa có gì đó sai sai ở đây phải không? Đây là, giống như là nhờ anh Ngân đọc giùm những cái từ này, giống như ban tổ chức đọc không được cái anh Ngân lại đọc giùm. Ông Lê lên núi lấy nước nấu lòng, ông Lê lên núi lấy nước nấu lòng. What? Không biết luôn á. Không, bây giờ mình đọc hết cái ca này luôn thử coi. Đây cái câu này quen lắm nè, câu này quen lắm nè. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp 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 gì lớp du. Lúa nếp là lúa nếp làng. Ủa phải không? À, mình đọc lúa nếp làng rồi. Yeah, được sai rồi. Yeah, được sai rồi. Yeah, được sai rồi. Đọc lại sai một lần nữa để thử cảm giác sai coi. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp 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 gì lớp du. Ủa đúng nữa. Thôi câu cuối nha. Ủa cái này dài nè, cái này dài nè. Ủa cái này rất là dài nè, cho các bạn coi nha. Rất là dài. Hy vọng là Ngân sẽ gọi là không đọc được luôn. Ok. Cái gì? Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Thôi nghỉ chơi. Thôi nghỉ chơi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thật sự là lại là những gương mặt mà làm tôi cảm thấy hoang mang, mà mỗi lần mà đến là mang phong ba bão táp tới. Và bây giờ tôi chơi trò gì nhỉ? Nói líu lưỡi. Thật ra mình là người Hải Phòng á, nên là hơi bị, thật ra là hơi có tiếng địa phương một tí, hay bị nờ với lờ. Và nhất là xếp cạnh nhau là hay nhầm lắm. Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn. Vậy? Trời ơi. Lùi đậu lột đậu luộc đậu đậu luộc đậu lột đậu lùi. Ủa dài thế này. Ủa dài thế này. Ủa dài thế này. Nếu nói lầm lẫn lần này thì lại nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi. Em bị nhầm lờ nờ ha. Nhưng mà em nhanh trí lắm. Chùm hoa súng xung xuê suốt mùa mưa. Ông Bụt ở chùa cầm ông Bụt ở chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Cái này hay gài lắm, tôi mà lỡ mồm cái chết luôn ấy. Nào, vịt lội ruộng rồi lặn, vịt dặn một hột vịt. Dễ vậy. Mình không nghĩ mình có tài năng ở đâu nha. Mình không nghĩ mình có tài năng ở đâu nha. Rồi, chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi. Hôm qua qua nói mà hổng qua, hôm qua qua nói hổng qua mà qua lại qua. Ủa sao thế nhỉ? Hôm nay luôn á, đọc đến mức mở hôm qua mà hôm nay lại lên luôn. Ủa nhà anh đúng à? Ông Lê lên núi, lên núi. Từ từ nhá. Ông Lê lên núi lấy nước nấu lòng. Chậm bày kìa.
Ok nhanh này. Vạch vách đút bánh đúc trứng cút chồng ăn. Tí nữa thì chưa qua hả? Vạch vách đút bánh đúc trứng cút chồng ăn. Không lừa đem đâu. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp làm lợn no nê. Na. Làng nành lợn nái, năm nay lọt lòng lúa non nắng lửa nản lòng lão nông nức nở lấy nong nia về tức. Thôi ra nhanh này. Nồi đồng nấu ốc nữa. Nồi đồng nấu ốc nữa. Nồi đồng nấu ốc nữa. Nồi đồng nấu ốc. Quá. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Một ông lục mập bọc một bọc bắp. Một ông lục mập bọc một bọc bắp. Khó nhỉ. Thì phòng ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Hột vịt lộn lượm lột. Hột vịt lộn lượm. Hột vịt lộn lượm luột lột lủm. Lủm là cái gì ta? Ủa cái này lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lớp gì lớp lớp you. Tí nữa là lớp gì lớp lưu. Lớp you. Này em đọc mấy này thì em lên em tỏ tình với mọi người là sao? Em cứ lờ nó. Nha, phòng bà bảo táp qua này. Xin chào khán giả. Bây giờ là mình sẽ thực hiện thử thách chơi game gọi là níu lưỡi. Ok, là ông Lê lên núi lấy nước nấu lòng. Đọc nhanh một xíu nha. Phải đọc nhanh nhở? Em đọc cũng nhanh mà. Nếu nói lần này thì nói lại. Câu phải chịu rồi, em chịu thật sự luôn anh. Mọi người nhìn cái câu như này thì sao mà nói được. Này, cô đi ra đi. Nếu nói lầm lẫn lần này thì nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì nói lại. Nói cho đến lúc luôn luôn lưu lát hết lầm lẫn mới thôi. Nói nhanh cơ, nói nhanh. Nếu nói lầm lẫn lần này thì nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì nói lại. Nói cho đến lúc lưu lát. Tiếp. Con cá mòi béo để gốc kéo cho mèo đói ăn. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ. Khó quá, toàn từ khó. Lột đậu, luộc đậu, đậu luộc, đậu lột, đậu lùi. Câu này thì dễ hơn này. Tiếp theo. Ông Bụt ở chùa Bùi cầm bùi. Em vừa nói gì đấy ạ? Bùi đúng không? Ok. Ông Bụt ở chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột. Trời ơi, gái dễ sợ. Trùng hoa súng xung xuê xuất mùa mưa. Từ đấy thì nó dễ đọc hơn một tí. Mặt mập mọc mụn mụn bọc hai mụn mọc mụn. Sao từ này khác với cái từ mà bình thường mọi người hay đố ta? Lăn léo á từ đấy em bỏ luôn đấy. Vừa rồi thì Trần Nhận đã hoàn thành thử thách nói những từ lưỡi, nhưng mà thực ra mình thấy thì là những cái từ này thực sự rất là khó. Khó thực sự luôn á. Mình nghĩ là các bạn khán giả nên coi thử để mà cũng thử tập đọc, biết đâu thì cho rồi thêm nhiều kỹ năng nói lưu loát hơn. Ok chị. Bye. Nói luồn lách lưu loát. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở đây trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.